Rồi, xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình sẽ lên một cái thùng máy Dell Decision T5820 các bạn. Và cái thùng máy này có một cái đặc biệt chút xíu là cái nội thất bên trong các bạn. Đây, những ví dụ như là thẻ HDMI Samsung 256GB, cạc chuyển VGA 4 nè. Rồi ba cái ổ cứng 3.5 inch nè các bạn. Rồi một cái cạc sao Priority nữa các bạn. Đây, con này là SP0880 các bạn. 7.1 ha. Có optical luôn các bạn. Rồi cận hình MI Gaming các bạn, 1050p 4G. Căn này cũng khá là đẹp, nó có led nữa các bạn. Rồi coi như là nội thất là khách hàng có khá là nhiều các bạn. SSD, ổ cứng, cạc âm thanh, rồi cạc màn hình. Rồi hôm nay mình sẽ cung cấp một cái gọi là cái bare bone Dell T5820. Rồi một con CPU W2135 với xung 3.7, mắt turbo là 4.5 bạn, 6 core 12 luôn. Thì khách hàng này sử dụng để vẽ mấy cái cổng mà các bạn thấy không, đi qua mấy cái nhà giàu rồi á, mấy bạn thấy có những cái cổng hoa văn này kia nọ đó, rất là phức tạp các bạn ha, mà nó nhìn thấy là thấy nhiều tiền rồi đó, hoa văn sắt này kia nọ đó. Thì khách hàng này sử dụng két để vẽ những cái đó. Rồi RAM RAM là 32GB 16GB nhân 2 các bạn. Bus cái này là được bus 3200 luôn các bạn đó, AC adapter ha. Rồi có hình máy đơn giản vậy thôi. Rồi, điểm qua về sơ lược mặt trước chút xíu các bạn. Đây là cái quay này chúng ta cầm nè. Đó, và cái form dáng kiểu dáng của Dell Decision T5820, 7820, 7920 các bạn. Sau này thì các bạn thấy nhìn thấy nó hầm hố và nó bắt mắt hơn các bạn. Thiết kế lại cái lỗ, cái rãnh gió vô, lọc gió vô các bạn. Nhìn khá là đẹp. Rồi, ở trên đây là nút nguồn. Rồi, cái đèn HDD LED nè các bạn. Rồi, cái thẻ SD, đọc thẻ SD. Hai cổng USB 3.0 và hai cổng USB Type-C. Rồi, cái jack để chúng ta cắm audio. Rồi ổ DVD slim mà cái này thì có thể có hoặc không các bạn, option. Rồi ở đây nó cũng sẽ có một cái, bạn thấy không, nó đã cắt ra hẳn rồi các bạn, thì mình có thể gỡ cái mặt này ra để chúng ta gắn được cái ổ DVD lớn 5.25 inch ha, logo Dell đó. Rồi để gắn ổ cứng đối với Dell 5820 á, khá là dễ các bạn. Gạt cái này xuống bạn, gạt xuống ha, thì cái này nó sẽ mở ra này các bạn. Rồi các bạn để máy về nhìn nó cũng ngầu mà cũng đẹp. Và đây là bốn cái đầu ổ cứng mà chúng ta có thể gắn ổ cứng 2.5 inch hoặc là 3.5 inch các bạn đó. Bên cạnh đó chúng ta có thể chuyển cái led SATA thành cái led NVMe để chúng ta gắn được cái SSD chuẩn U2 các bạn, VGA 3.0 hoặc là cái NVMe trên này luôn, để mình lấy cho các bạn xem luôn nha. Đó, đó là cái này nè các bạn, thì nó sẽ thay vào vị trí của cái cây ổ cứng mà, và nó sẽ có cái NVMe này nè. Đó, mình có thể gắn vô trong cái hộp nhỏ này, sau đó mình đẩy vô. Khá là hay. Đó là lý do tại sao mà Dell không có trực tiếp cái khe NVMe trên máy là như vậy đó các bạn. Rồi thì chút xíu nữa mình sẽ gắn 1, 2, 3 cái ổ cứng vô đây luôn các bạn. Và chúng ta sẽ còn trống một cây nữa thôi. NVMe thông qua các chuyển thì chúng ta sẽ gắn ở trên main. Rồi, logo Dell, Dell Decision 520. Rồi, bây giờ mình có thể đặt cho cái máy nằm xuống bạn. Thì phía sau này nó sẽ có bốn cục cao su nè. Thì cái máy có thể đặt ở vị trí nằm hay đứng đều được. Thì mình nằm xuống nó không sợ bị chạy các bạn. Nên nó có chân nè, chân cao su. Rồi, ở đây mình để này xuống nè các bạn. Mình có thể nhấc cái nắp lên. Rồi, đây là vị trí cái nguồn các bạn. Và cái nguồn dạng module luôn. Mình có thể rút ra vô rất là dễ dàng các bạn. Rồi, đây, cái ốp gió ha, cho RAM và CPU, chúng ta bóp vô nè các bạn, bóp vô chúng ta rút mình lên được nè. Đó. Và dưới đây là cái quạt của CPU nè các bạn. Rồi RAM là có bốn khe dưới nè, bốn khe trên, và cũng có đánh thứ tự là ví dụ đây là 1, 5, 3, 7. Rồi ở bên đây là 2, thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn mà làm mà mấy bạn cảm thấy mà muốn bài bản theo lý thuyết luôn thì chúng ta sẽ gắn khe RAM 1 và khe RAM 2. Còn không thì các bạn thực sự đối với cái máy này các bạn gắn lộn xộn á thì RAM nó vẫn nhận bình thường, nó không có kén các bạn. Rồi Heavy Bicep Red nè, 3.0 x 16 nè. Rồi 3.0 16X nè các bạn. Rồi 3.0 16X luôn. Rồi 3.0 16X luôn. Rồi có cả cái khe PCIe đời cũ nè các bạn ha, dùng để gắn số cạc, ví dụ điều khiển CNC hay là cái cạc audio dành cho một số cái studio nhạc hồi xưa các bạn. Rồi đầu nguồn 6 pin cộng 2, 6 pin cộng 2 để cấp cho cạc màn hình nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ rất là đơn giản thôi, mình sẽ dặn bốn ốc ra, mình gắn CPU vô, sau đó mình gắn hai thanh RAM vào vị trí 1, 2 các bạn. Rồi những cái phần của khách ví dụ như là cả âm thanh thì mình cũng gắn vô luôn. Đó.
Rồi, trước các bạn đây là con VK2135 các bạn, xung 3.7 mắc turbo 4.5. Các bạn thấy nó có xung và turbo boost khá là cao. Và CPU này nó có 6 core 12 luôn các bạn. Nó rất là phù hợp với cái việc các bạn dùng là Adobe, ví dụ như Corel, xin lỗi, Photoshop nè, AI nè, rồi Lightroom nè, rồi Premiere nè. Premiere thì kết hợp thêm với các màn hình GTX hoặc là GTX cao cao xíu nữa các bạn. Rồi Corel nè, vẽ CAD nè, Revit nè. Đó là một số cái ứng dụng nó, ví dụ Su nữa. Su rồi Lumion nữa các bạn, đó là những cái ứng dụng mà nó cần xung rất là cao các bạn. Sau đó mới tới coi luôn, càng nhiều càng tốt. Nhiều anh chị sử dụng cái những con CPU mà các bạn thấy 14 core 28 luôn, ví dụ như hai cái VK2175 á, thì xung của nó chỉ có 2GB 5, là turbo đủ 4GB 3, thì cái bay nó 2.5 á, nó sẽ rất là nó hơi lắc so với những con CPU xung cao trong những cái ứng dụng mà nó mang tính chất đổi xung như vậy. Rồi, nên là mình sẽ chọn cái CPU VK này cho nó phù hợp với công việc của mình nha các bạn, chứ không phải lúc nào cũng nhiều coi nhiều luôn là mạnh nha. Rồi, thao tác với CPU thì hết sức cẩn thận. Cái chân sốc kép nó rất là mạnh và nó nguy hiểm ha. Rồi mình đặt CPU xuống, gài cái nắp lại, rồi gài lại, rồi gài dưới đây lại. Sau đó mình sẽ tra keo M4 vô các bạn, rồi sau đó mình gắn cái quạt xuống. Rồi trong trường hợp mà chúng ta dùng cái NVMe mà cái dạng như nãy mình mới quay đó, nó có dạng thẻ bỏ vô cái hộp á, thì mình sẽ cắm cáp lên đây các bạn, nó sẽ cắm cáp truyền lên cái tray đây, và mình phải mua cái black NVMe nữa các bạn. Rồi, các bạn thấy cái quạt đeo này khá là nhỏ mà, 3 ống đồng nữa các bạn. Đó, và cái fan nó sẽ nằm giữa, rồi hai bên nó sẽ có những cái lưới nhôm. Thì các bạn sẽ thấy là cái fan này nó có thể gánh được con CPU 165W nữa các bạn. Rất là nhẹ nhàng. Đó, này là hãng đeo thiết kế là tỉ mỉ nè các bạn. Rồi, bên cạnh đó thì mình cũng xin nhắc lại luôn á, là đeo Ryzen 5820 này các bạn, nó sẽ có hai phiên bản chính ha. Một á là cái mainboard sử dụng chipset X299, thì cái thùng đeo 5820 đó có thể chạy được CPU Core X các bạn, ví dụ như là Core i9 7960X chẳng hạn. Rồi cái máy của mình ví dụ đang chạy Xeon á, thì nó sẽ là chipset C422, và C422 thì không gắn CPU Core X được hay là Core i được. Còn ngược lại, cái main mà sử dụng X299 thì không thể gắn Xeon được các bạn. Đó, các bạn lưu ý trên đeo T5820 là như vậy nha. Rồi, giờ dặn fan xuống các bạn ha, dặn fan xuống rồi gắn RAM vô, rồi gắn góc fan xuống. Rồi, giống như mình nói đó, không có phân biệt khe RAM đâu bạn. Các bạn gắn ra nè, khe nào nó cũng lên đó, đó. Nhưng mà gọi là đúng chuẩn sách vở thì chúng ta sẽ gắn 1, rồi 2 ha. Rồi, cứ tiếp tục như vậy các bạn ha. Còn một cách đơn giản nữa thì các bạn cứ gắn hai thanh cùng màu. Nếu mà hợp gắn 2, mà người ta gắn 3 thì cũng 3 thanh cùng màu, hoặc là 4 thanh cùng màu. Đó, còn nếu đúng thứ tự thì cứ 1 2 3 4 lên các bạn. Đối với cái máy đeo T5820 này. Rồi tiếp tục có là bạn sẽ ốp cái fan này xuống. Rồi nghe cái cụp bên đây ha. Rồi bên đây nó cũng vô khớp luôn là được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cảm thanh và cạc màn hình. Rồi thẻ NVMe và bốn cái ổ ba cái ổ cứng vô tray luôn. Rồi bắt đầu mình cài win lại các bạn. Rồi, sẵn đây mình sẽ nói luôn các bạn. Trong hộp á, một số cái máy khi mà bạn đóng cái này lại nè, thì cái nó cảm thấy nó rất là yếu ớt các bạn, nó nhẹ nhàng, nó không có đè mạnh lên cái vị trí đuôi cạc này, khiến cho những cái cạc này nó không có tiếp xúc, nó không có được chắc chắn á. Thì các bạn thấy ở đây nè, nó có những cái đường sắt nhỏ nhỏ nè các bạn. Đó, chúng ta có thể nạy nhẹ lên xíu cho nó nhô ra một tí nha các bạn. Đó. Tại vì hiện tại nó đã bị ép sát vô quá rồi. Đó. Mình cho nó nạy ra một miếng thôi nha, xíu thôi, khoảng nửa ly thôi. Đó. Thì những cái cạc PCIe của mình nó sẽ được cố định chắc chắn hơn khi mà ta ốp cái này lại. Rồi khi mà bạn gắn, ví dụ như cái cạc âm thanh là PCIe 1X thì các bạn gắn vô khe 16X, 4X, 8X đều được nha các bạn ha. Đó. Rồi sau đó chúng ta ốp này lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy một cái đầu nguồn 6 pin mình cấp cho cái cạc hình này, tại cạc hình này nó có ăn 6 pin nè các bạn. Còn nếu mà 8 pin thì chúng ta chập này lại ha. 8 pin thì chúng ta kéo thành vậy. Nó có những cái rãnh nó trượt vô nè các bạn, đó, thấy không? Nếu mà 8 pin là như vậy, còn nếu mà 6 pin thì chúng ta bỏ này ra như vậy. Rồi, mình có thể dùng cọng dây rút đen hay gì đó mình rút này lại cho nó gọn gàng. Rồi, khi rút cái này thì cũng rút vừa tới thôi các bạn, đừng để nó khiếm khuyết vô quá, nó siết chặt quá cũng không tốt, nó làm xấu cái dây này đi. Rồi, cắt đi. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn ổ cứng ở mặt trước. Rồi, sẵn đây mình gắn cái nguồn luôn các bạn, và đây là cái nguồn đeo 950W các bạn. Đó. Và cái nguồn này đạt chuẩn 80 blade gold các bạn, đó, nó cũng có in ở trên đây luôn ha. Rồi, đút vô rất là dễ luôn ha, để xuống dây. Rồi đẩy tới thôi.
Đó, nó sẽ vô khớp đó các bạn. Các bạn muốn rút ra thì các bạn bóp xuống rồi chúng ta kéo ra. Đó. Rồi, Dell T5820 nó sẽ có hai bảng nguồn, một là 425W. 425W thì các bạn sẽ thấy không có hai cọng dây này. Và loại thứ hai nữa là 950W thì nó sẽ có hai cọng dây nguồn phụ cấp cho cảm ứng hình. Rồi, tiếp tục thì gắn ổ cứng thì các bạn sẽ bấm vô đây. 1 2 3. Chúng ta rút ba cái tay ra, chúng ta gắn ổ cứng lên các bạn. Đó, ví dụ như trong hộp đây các bạn thấy không? Là vừa ổ cứng 3.5 luôn. Thì chúng ta sẽ gắn ổ cứng vô đây. Rồi, ở đây là vừa 3.5 luôn. Rồi, ở đây các bạn thấy đây là cái tray của ổ cứng 2.5 inch thì chúng ta sẽ gỡ cái này ra, gỡ cái miếng nhựa ra. Cái miếng này gỡ ra được các bạn. Sau đó mình sẽ mua cái này qua bên đây. À, rồi mua cái này về đây. Đó. Rồi, ví dụ trong hộp mình tháo cái thứ tư còn lại thì nó 3.5 luôn thì chúng ta khỏi mua cái này cực khổ ha. Rồi chúng ta cắt này lại. Rồi, như vậy mình sẽ gắn bao cứng vào đây các bạn. Trên ổ cứng thì nó có những cái lỗ nè, thì các bạn cứ cho nó xô vô bốn cái chân này thôi. Ha. Thì các bạn để ý á, là bên đây nó sẽ liền luôn nè. Rồi bên đây nó sẽ có cái rãnh đây. Thì các bạn sẽ đặt bên đây trước. Đó, sau đó cái này mình tách ra được các bạn. Nè, nó cho mình tách ra được miếng nè. Bẻ ra được một góc nè các bạn. Nè, để mình chèn ổ cứng vô. Rồi, xong rồi các bạn. Thì giờ mình đút vô thôi. Muốn thứ tự nào thì do các bạn tự quyết định ha. Rồi, đút vô. Rồi, sau đó mình kéo này lên. Một cái. Thì đối với ổ cứng 3.5, 2.5 inch của Dell à, 5820, 7820 à, ngay cả 7 7910 cũng vậy bạn, rất là dễ. Đó. Rồi xong rồi. Để về nhìn vẫn ngầu các bạn ha. Còn muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta sẽ gắn cái nắp lại luôn. Ui à. Rồi. Rồi, ok. Rồi, có một điều mình hết sức lưu ý luôn các bạn là trên Dell 5820, 7820, 7920 các bạn, nó sẽ có cái instruction sheet ở đây nè các bạn. Nó mình đang lấy miếng nhựa mình chèn xuống nè các bạn để giả lập giống như mình đang nắp đóng cái nắp máy lại rồi á thì cái máy nó mới bật nguồn khởi động máy được nha các bạn. Bạn lưu ý ha, đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là máy sẽ báo RON audio rồi RON USB này kia nọ, Euro F1 gì đó thì các bạn sẽ xem hai cái này. Nó có hai cái đầu 3.0 này nè các bạn, chuẩn kết nối xuống giống như là USB 3.0 á, thì cái đầu này có thể bị hở lên chút xíu hay gì đó thì chúng ta rút ra chúng ta ghim lại là được. Thì đây là hai cái vấn đề mà các anh chị hay là các bạn kỹ thuật chưa làm qua cái này thì hay hỏi mình nhất, thì mình sẵn đây mình nói luôn để anh chị em lưu ý. Màu mè vậy thôi các bạn, chứ chút xíu đóng nắp lại là không thấy gì hết trơn. Rồi, các bạn sẽ thấy đây là 3 RAM 32GB nè các bạn, 16GB nhân 2 ha. Và con Xeon 2135 thì nó default bus là 266, nó sẽ chạy 266. Các bạn gắn RAM bus cao hơn nó cũng chạy 266 thôi. Còn tiếp theo nữa các bạn kéo xuống dưới thì sẽ thấy là W2135 nè các bạn, xung 3.7 motherboard 4.5 và CPU này có 6 core 12 luôn. Rồi tiếp theo nữa là các bạn thấy đang gắn Smart Store nè, tức là cái ổ NVMe nè các bạn, rồi Vega, đó, cảm hình. Rồi ở dưới đây thì các bạn thấy nè, 1000GB nè, 2000GB, 2000GB, đó là ba cái ổ cứng của khách hàng các bạn. Rồi, ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip vui lòng ủng hộ kênh mình các bạn. Chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Có gì thắc mắc về T5820 các bạn vui lòng inbox Zalo ha, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Tại vì công việc hàng ngày nó cũng lu bu lắm các bạn. Đôi khi không rep mà, rồi nhiều khi nó trôi tin không thấy đâu các bạn. Rồi, xin cảm ơn.